Đây là chiếc điện thoại có cái tên rất đặc biệt, nó mang tên là A2010. Các bạn nhé, điện thoại làm từ năm 2010. Thực ra chém gió vậy thôi, đây là một mẫu máy mới. Điều đặc biệt là với mức giá 1,69 triệu đồng, chúng ta sẽ có vít xử lý 64 bit 4x1GB, camera 5MP, và bây giờ sẽ cùng mở hộp con này ra. Vâng, các bạn thấy là rất nhiều người yêu cầu làm con này vì giá nó quá rẻ, 1,69 triệu. Trong hộp mọi người sẽ có một tai nghe, cái này có là may mắn lắm rồi, họ không bỏ đi. Chúng ta sẽ xem có gì nào. Chúng ta sẽ có cáp kết nối micro USB. Đây là cục sạc của điện thoại màu trắng, rất là chuẩn tông của Lenovo. Và một chiếc smartphone cũng là màu trắng của mình. Cuối cùng là sách hướng dẫn sử dụng. Đó, như vậy là Lenovo trang bị đầy đủ phụ kiện như thường lệ cho mọi máy smartphone đang có mặt trên thị trường, không loại bỏ đi mặc dù nó mức giá 1,69 triệu đồng. Quay lại với con máy này thì các bạn sẽ thấy cái thiết kế của Lenovo A2010 mang ngôn ngữ rất giống với dòng sản phẩm của Oppo. Tuy nhiên thì dòng giá rẻ thì nó cứ na ná nhau là đúng. Ở mặt sau các bạn sẽ có camera chính 5MP. Tuy nhiên nhà số này đã bỏ đi tính năng auto focus, chỉ còn fixed focus. Đèn flash LED, logo Lenovo và dưới là lon ngoài. Mặt lưng này sẽ khá bám mồ hôi dấu vân tay, đặc biệt là ai hay bị ra mồ hôi thì sẽ cảm thấy là nó rất là trơn. Ở bên dưới, khi mà bóc đắp lưng ra, các bạn sẽ có hai khay cắm SIM, ra khay cắm thẻ nhớ đều sử dụng micro SIM và một cục pin của máy. Sản phẩm này của mình thì các bạn thể thấy là bóc ra nắp lưng rất là dễ dàng. Bên dưới sẽ không có cái gì hết ngoài cái mic thoại chính của nó ra, mà đã không có gì lại còn có, nghe ngu vãi. Bên trên là jack cắm để nghe 3,5mm và cổng sạc. Cạnh trái không có cái gì, bên phải là phím nguồn và tăng giảm âm lượng. Mặt trước là màn hình hiển thị chính của máy. Màn hình này thì mình dễ dàng nhận ra nó là một tấm nền giá rẻ. Tuy nhiên thì màu sắc sẽ hơi nhạt và cũng như chúng ta thấy là nó không thực sự trong. Làm sao đòi hỏi điều đấy được. Và mình có thể nhìn thấy là cái tấm nền ở nó nằm ở rất thấp ở bên dưới so với tấm cảm ứng. Khi bạn nghiêng thì các góc nhìn không thực sự tốt. Tuy nhiên ở phần khung giá này có lẽ các bạn sẽ không tập trung quá nhiều, mà chúng ta sẽ quay sang những cái thông số khác là cấu hình. Hiện nay máy được nhà sản xuất Lenovo trang bị cho một con chip rất đáng mơ ước, kể cả phân khúc tầm cao hơn, đừng nói gì là phân khúc này. Đó là vì xử lý MTK6735M. Vì xử lý này sẽ có 4 nhân tốc độ 1GB dựa trên nền tảng Cortex A53 dành cho các thiết bị 64 bit. Đây là một cái cấu trúc rất là tuyệt vời. Nó mang trong mình bộ nhớ RAM 1GB, GPU là Mali T720. Và với những gì mình thấy thì nó cũng đã chạy sẵn Android 5.1 mới nhất trên thị trường. Nếu mà các bạn thấy là khoảng 3 triệu đồng, chúng ta đang còn thấy các máy là chạy 4.4 và cũng như là chip 32 bit hoặc là cũng 1GB RAM là điều thường xuyên. Ấy vậy mà con này có cấu hình tương đồng với những con như trên và có sẵn Android 5.1 mới nhất. Với điểm AnTuTu khi mà mình chấm được thì nó có khoảng xấp xỉ 20.000 điểm và điểm GPU 3D đồ họa cho được khoảng xấp xỉ 5.000 điểm. Đây là một con số khá là ấn tượng với mức giá 1,69 triệu. Ngày xưa có số tiền là 1,69, chỉ may mắn là mua được một cái điện thoại máy gập hoặc máy trượt stupid phone là ngon lắm rồi. Bây giờ chúng ta đã có cả smartphone với cấu hình tuyệt vời như thế này. Với Android 5.1 thì nhà xuất này đã loại bỏ đi rất nhiều tính năng thông minh mà trên các máy Lenovo tầm cao hơn. Hầu hết là Lenovo để những gì mặc định của Google. Thanh thông báo khi kéo xuống thì cũng có tùy chọn rất hay, là bật tắt wifi, dữ liệu mạng đầy đủ như những cái thiết bị khác. Tuy nhiên mình thấy là nó có làm blur cái phần hình nền ở bên dưới, nhìn đẹp và thời trang hơn khá nhiều. Trên chiếc máy này thì các icon sẽ bày ra màn hình home screen như thế này. Các bạn sẽ thấy ở đây toàn bộ các biểu tượng được bày ra và chúng ta sẽ có thể thay đổi theme. Tuy nhiên thì nó chỉ có hai theme chủ đề mặc định ở trong máy chứ không thay đổi được nhiều cũng như không thể download thêm được. Và các bạn thấy là khi chiếc máy này đã bật tắt phím home, chúng ta sẽ ra trình quản lý đa nhiệm và mọi người có thể xóa toàn bộ ứng dụng trên nền bằng một cái chổi giống như kiểu là chổi quét rác. Và bây giờ mình sẽ xem là phần ứng dụng lượng RAM trống của nó có nhiều không so với 1GB RAM. Các bạn lưu ý là khi mua về đừng update hết toàn bộ phần mềm, nó không sẽ chiếm rất nhiều. Hiện nay thì RAM trống của nó là 500MB, rất là hay. Đó là bao gồm cả các ứng dụng. Hệ thống của nó chỉ chiếm 200MB trên tổng số 1GB. Như vậy còn trống 800, trong đó 200 là các ứng dụng mình vừa mới cài vào. Vì vậy nên có thể nói lượng RAM trống của nó như vậy là rất ngon rồi. 500MB có khi mẹ tương đương với mấy con tầm trung của Samsung mất. Và dung lượng bộ nhớ trong là 8GB và hỗ trợ cho mình cái thẻ nhớ ngoài. Mình thấy có những máy trong tầm này chỉ có 4GB bộ nhớ trong cùi bắp hơn nhiều. Và đó là bài trên tay và mẫu hộp chiếc Lenovo A2010. Sản phẩm này của mình thì như vậy sẽ đem lại ta cái mức giá vô cùng là rẻ, mà cấu hình và những cái gì nó đem lại thì rất là ấn tượng. Các bạn quan tâm gì mời comment chia sẻ bên dưới và cảm nhận sao về sản phẩm này so với các nhà sản xuất khác trên thị trường. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.